Quý vị và các bạn thân mến, ngày nay việc mỗi gia đình thường đặt trong nhà một vài chậu cây cảnh hoặc là treo ngoài ban công một vài giỏ hoa thì đã trở nên khá là phổ biến. Việc này thì không chỉ đem lại một không gian đẹp hơn cho gia đình của bạn mà còn đem lại nhiều ý nghĩa, ví dụ như là có lợi cho sức khỏe này, rồi giúp chúng ta thư giãn. Nhưng nên trồng những chậu cây cảnh gì ở trong nhà, trồng và chăm sóc chúng như thế nào? Trong chương trình hôm nay thì mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu về cách trồng và chăm sóc cây cảnh ở trong gia đình qua sự hướng dẫn của chị Thanh Xuân, Phó Giám đốc Công ty Môi trường Công nghiệp Hoàng Yến. Vâng, xin chào chị Thanh Xuân ạ. Vâng, xin chào chị Hoàng Thương. Chị Thanh Xuân ơi, em thì rất là thích trồng các cái chậu cây cảnh ở trong nhà, thế nhưng mà lại không biết cách là chăm sóc chúng như thế nào. Không biết là chăm sóc cây cảnh ở trong gia đình có khó lắm không ạ? Ở trong nhà thì trồng cây thì có tới đến 15 cây, nhưng người ta thường trồng cây ngũ gia bì. Đây là cây phú lộc và cây này cây đuôi công và đây là cây lan ý. Và thứ hai là cách chăm sóc ở đây thì có nhiều người cứ nghĩ là cứ tưới nước nhiều thì sẽ tốt, nhưng mà những cây chăm sóc trong nhà thì chúng ta nên chỉ tưới một tuần đến 1 đến 2 lần thôi, vì là để cho cái rễ nó không nhiều nước quá, mà thật ra cái bình chúng ta đây thì nó cũng hạn chế cái sự thoát nước, nên do vậy là nó sẽ nếu tưới nhiều sẽ bị thiếu nước. Thứ hai nữa là cái đất ấy, chúng ta cho vào trong cái bồn này ấy, thì chúng ta cần phải cái đất ở đây là đất củ, trong đó chúng ta trộn với trấu và có thể cho một tí sơ dừa vào nữa, thế và tí có thể cho phân hữu cơ và phân vô cơ vào để cho nó tốt. Cho đất vào đây thì người ta không nên cho là cho đầy quá, người ta chỉ cho vừa phải thôi, vừa phải. Và dưới nước thì người ta nên dùng cái bình xịt, xịt xung quanh gốc. Hai, người ta cũng có thể xịt lên một chút trên lá này. Ở trong nhà thì không thể chúng ta lại bón những cái phân hoặc là có mùi, đúng không ạ, mà nó phải giữ đảm bảo là cái vệ sinh cho căn nhà. Thế thì cũng có thể là bằng chúng ta tự làm cái phân, người ta có thể làm phân như là bằng bã đậu phụ, thứ hai nữa là bằng bã cà phê. Thế và người ta có thể cho lượng nhỏ vi sinh để chế phẩm như là EM và hoặc Chicho Derma. Ủ cái phân này để nó nhanh mục và nó không có cái mùi nữa. Thế sau đó thì ta có thể trộn vào đất và trộn bón vào cái cây này để cho nó tốt. Thế thứ hai là người ta có thể dùng phân bón tổng hợp. Thế và người ta đã cho sẵn vào trong những cái chai này, và cách sử dụng như nào thì các bạn nên đọc kỹ để bón cho cây để nó tốt. Thế và thứ hai là thỉnh thoảng thì chúng ta thấy ở cây nó có cái lá mà nó già hoặc nó vàng đi ấy, thì ta cũng đừng có cấu đi, mà ta phải lấy kéo ra cắt. Ta cắt những cái lá vàng đi, vứt ra chỗ khác, không vứt ở trong gốc này. Đấy. Hai nữa là cũng không nên là dùng cái xén để xới đất lên nhiều, vì là có cái rễ ở đây thì cái đất, lượng đất ở trên nó rất là ít, và nó ăn thì, gần như ở trong có trong cái bình này thôi. Nếu mình mà lấy xén thì nó sẽ đứt cái rễ, thì nó cây có thể là dễ bị héo, và sau một thời gian dài thì nó mới lại có cái rễ để có chất dinh dưỡng nuôi cây. Thế còn thì cách lựa chọn các cái chậu thì sao? Vì sao mà cây này để phải cần phải chậu to như thế này, còn cây kia để chỉ cần chậu nhỏ thôi ạ? Cách chọn cây ở đây cho nó phù hợp thì là một là nó cân đối giữa cây và cái bình, thứ hai là cái màu sắc trong cây nó phù hợp với cái màu sắc của bình để nó tôn tạo cây lên cho đẹp. Thế và ở trong phòng ngủ ấy, thì người ta thường đây là cây ngũ gia bì, người ta để cây nó có màu xanh và nó có nhà không cái oxy để cho con người rất là tốt. Hoặc là người ta cũng có thể là trồng trong cái chậu đấy, cái cây là cây lưỡi hổ cũng rất là tốt. Thì các cái cây bình thường ấy thì là bao giờ cũng là ban ngày thì sẽ nhả khí oxy đúng không ạ? Một đêm thì nó sẽ nhả khí CO2 thì để trong nhà thì rất là có hại đúng không ạ? Nhưng mà cái cây ngũ gia bì kia thì nó lại khác ạ. Trao đổi ngược lại. Vâng, trao đổi ngược lại. Vâng. Vâng, thế còn cái những cái vị trí khác ở trong ngôi nhà, ví dụ như ở cầu thang hay phòng khách, thì mình có thể đặt những cây như nào? Còn đây là cây phú lộc, thì cái cây này có bản thân lá nó có những cái màu sắc rất là đẹp. Người ta thường để trong phòng khách. Đấy, phòng khách để nó tạo như lúc nào cũng có hoa và nó tạo tôn tạo cho cái phòng khách đẹp. Thế còn nữa là cây đuôi công cũng thế, chúng ta nhìn thấy cái lá ở đây nó có một cái vân, đường vân cũng rất đẹp, nó tạo có một cái gì đó rất là sang trọng phú quý, màu đen sao với màu xanh. Thế ở trong không gian một gia đình thì mình thường nên đặt những cái chậu cây cảnh này ở đâu ạ, những vị trí nào? Những cái cảnh này thì một là đặt ở trong phòng khách, thứ hai là đặt ở phòng ngủ, ba là đặt ở nhà tắm, có khi là đặt ở chỗ bếp, phòng ăn, bếp ăn. Rồi người ta còn đặt cái trong cái phòng mà có thể có gia đình có điều kiện, cái phòng đọc sách, rồi cái phòng mà làm vi tính, sử dụng vi tính ấy. Vâng. Có cả chiếu nghỉ cầu thang nữa đúng không? Chiếu nghỉ cầu thang, rồi ngay cái cửa đi vào chỗ hành lang cũng có, hoặc là chỗ ban công người. Vâng.
Như vậy là trồng và chăm sóc cây cảnh ở trong nhà thì là chị đã có những chia sẻ như vậy rồi. Vậy thì còn chăm sóc các cái loại cây cảnh ở ngoài ban công thì có cái điều gì khác biệt không ạ? Trồng cây và hoa ngoài ban công thì ngày nay thì là một như xu thế phổ biến ở các gia đình. Đây là một cái nơi thư giãn và cũng là tạo một sinh khí cho ngôi nhà và tạo ngôi nhà có thể thân thiện với môi trường hơn. Và người ta thường trồng những cây như cây hoa giấy, cây hoa hồng, cây lan huệ và cây hoa sứ, rồi cây sung, rồi cây thiết mộc lan và cây trúc mây. Vâng, có một số gia đình còn trồng cả cây hoa 10 giờ nữa đúng không ạ? Vâng. Không nên trồng cây quá cao hoặc là cây quá tán lá quá là rộng. Quán nói rộng bởi vì nó sẽ che gió vào ngôi nhà của mình. Thứ hai nữa là nó sẽ thu hút nhiều cái côn trùng về để làm ở trong cái cây đó. Vậy thì nó sẽ sinh ra những cái bệnh để làm ảnh hưởng đến sức khỏe của thành viên trong gia đình. Khi mà trồng những cái cây ở ngoài ban công như thế này thì mình có cần phải đặc biệt chăm sóc chúng như nào ạ? Vâng. Nên lưu ý thì mình thứ nhất là mình phải chọn cây theo hướng ban công. Vâng ạ. Ví dụ như là hướng nam mà đón nhận nhiều ánh sáng ấy thì ta nên trồng cây hoa chuối này, cây dừa cạn này, hoa dừa cạn này, và thứ hai là cây sung. Và tiếp theo như là hướng đông thì cũng đón nhận ánh sáng nhiều vào buổi sáng thì mình nên trồng cây thiết mộc lan và cây trúc mây. Thế còn là về hướng tây, đặc biệt là hướng tây thì nắng chiều rất là rất nhiều, chiều rất là nhiều. Thì mình phải trồng những cái cây mà nó tiếp nhận được nhiều ánh sáng, chịu được nắng. Ví dụ như là cây hoa 10 giờ, cây hoa giấy hay và cây hoa dừa cạn. Đấy là những cây mà rất là chịu được nhiều nắng. Ví dụ như ngôi nhà này ạ, thì là hướng tây đúng không ạ? Nắng chiều rất là mạnh. Vậy thì khi mà trồng những cái cây này ở ban công thì có cần phải đặc biệt chăm sóc chúng như thế nào ạ? Đặc biệt những cây này phải cũng tưới nhiều nước. Có thể ngày chúng ta tưới 2 lần, buổi sáng và buổi tối. Và tưới vào thân cây và chúng ta có thể phun cả nước lên những lá cây nữa. Thế và khi mà trồng cây xuống thì mình cũng phải theo dõi cây. Ví dụ như là cây có những cái lá vàng thì mình phải cũng phải cắt lá vàng đi. Thế và mình xem là nếu mà lá có hiện tượng mà bị héo ấy thì mình cũng phải xem là những cái cành cây đấy nó chỉ héo một cành cây hay là héo cả thân cây thì mình theo dõi để mình có thể trừ cái sâu đó. Thế còn bón phân ở đây thì mình có thể xới một lớp đất mỏng xung quanh ở gốc cây lên. Sau đó là mình có thể bón phân hữu cơ là phân mình tự làm ấy. Sau đó thì mình lại lấp một lớp đất mỏng lên. Và chú ý là khi xới thì cũng xới nhẹ thôi, cũng không có thể sẽ bị đứt những rễ cây. Và sau đó thì mình hàng ngày thì mình sẽ tưới nước, nhưng mà tưới nước vừa đủ để tránh trường hợp là ở dưới những cái bình này thì nó có cái lỗ thủng thì nước có thể là tràn ra và cũng chéo theo những chất dinh dưỡng đi theo. Ngoài ra thì mình có thể chăm sóc xem là cây có bị muội không, hay là có bị sâu không, thì chúng ta xem ở trong cái thân này, quan sát cái thân thì nó có bị có hiện tượng lạ không này, hay là nó ở những cái cành ấy nó có bị nấm không? Đấy, bị nấm không? Thế thì để mình phun thuốc để triệt trừ những cái sâu bệnh này. Thế còn có thể là cây bị thiếu chất dinh dưỡng thì mình cũng phải thường xuyên là cho dinh dưỡng, cái bón phân cho cây, và đặc biệt đây là phải phân hữu cơ ấy thì nó đỡ bị có mùi trong gia đình, mùi mà phân hữu cơ mình tự làm ấy. Dạ vâng. Vậy được, cụ thể thì mình có thể tự làm những cái loại phân hữu cơ như thế nào? Mình trộn phân hữu cơ thì nhất là mình có thể dùng bã đậu. Bã đậu đến những nơi gia đình người ta làm bã đậu thì mình liên hệ để mua những cái bã đậu đấy, hoặc là những nơi đấy quán cà phê thì mình xin hoặc mua cái bã cà phê ấy. Thế và cũng có một ít vỏ dứa nữa. Thế và mình về thì mình có thể lấy những cái xô hoặc là cái thùng nhưng có phải có nắp đậy kín. Thế vì mình pha tỷ lệ ví dụ như một lớp bã đậu này, xong đến lớp bã cà phê này, xong đó thì mình giải một cái phân gọi là phân Chichoderma để nó có tác dụng, đó là phân hủy các chất hữu cơ, hữu cơ chế phẩm đấy ạ, chế phẩm đấy. Thế và sau đó thì mình sẽ xong rồi thì mình sẽ giải đầy cái nắp xô, rồi thì mình sẽ giải một cái lớp vỏ dứa đi lên, và sau đó thì mình cho cái chế phẩm Emi vào để cho nó khử mùi. Sau đó thì mình sẽ lấy ly lông mình đậy trên cái miệng đó, sau đó mình úp cái nắp vào, chặt vào, và sau đó thì mình để vào một cái nơi nào đó theo tùy ý của mình cố định, và từ 3 đến 6 tháng ủ đấy 6 tháng, sau đó thì mình sẽ lấy phân và đó thì sẽ bón cho cây thì rất là tốt. Vâng. Thì cái nguồn phân đó thì sẽ đảm bảo được các cái ngăn ngừa được các cái loại vi khuẩn nấm bệnh từ trong đất đúng không ạ?
Vâng, xin cảm ơn chị Thanh Xuân rất là nhiều về những chia sẻ của chị trong chương trình ngày hôm nay. Hy vọng là qua những chia sẻ của chị Thanh Xuân thì quý vị khán giả cũng đã có cho mình được một số những phương pháp hay cũng như là cách làm phù hợp để có thể lựa chọn và chăm sóc một số cái cây cảnh trong gia đình cũng như là ngoài ban công của gia đình mình nhé. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình Nhà sạch vườn đẹp tới đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.